Xin chào tất cả các anh chị, tôi tên là Trịnh Đặng Khánh Toàn, là chủ tịch của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tam Hà, chuyên cung cấp các cái trang thiết bị và dụng cụ thể thao cho người tiêu dùng và các cái công trình. Tôi gia nhập vào BNI ở chapter Galaxy được 6 tháng. Khi gia nhập vào môi trường này thì tôi được làm quen với rất nhiều các doanh nhân, các anh chị doanh nhân thành đạt. Qua đây tôi học hỏi được rất nhiều các cái kinh nghiệm từ các anh chị đi trước, và đồng thời qua cái môi trường này giúp cho tôi tạo được các mối quan hệ, cho tôi thêm được những cái kiến thức và các cái kỹ năng để xây dựng cái mối quan hệ của mình tốt hơn. Tôi thấy là khi tham gia vào môi trường này, hiệu quả kinh doanh của tôi nó thể hiện rõ ràng, có các cái con số. Và nhân dịp là sắp tới có cái sự kiện là hội nghị đỉnh cao của BNI Việt Nam, tôi xin chúc cho BNI là càng ngày càng có nhiều thành viên tham gia, để họ thứ nhất là họ sẽ có được những cơ hội kinh doanh mới, xây dựng được mối quan hệ kinh doanh cho mình, kinh doanh hiệu quả hơn và tạo một cái môi trường kinh doanh cho tất cả những cộng đồng, các doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp có được cái sân chơi và cái môi trường kinh doanh tốt và được học hỏi liên tục không ngừng qua các cái khóa đào tạo huấn luyện của BNI Việt Nam nói riêng và BNI toàn cầu nói chung. Xin chúc tất cả các anh chị sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn.